Hai xin chào anh em ha, chào mừng anh em quay trở lại với Đông Series Và trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em một số thông tin về tình hình on-chain ở thời điểm hiện tại Thì mình sẽ chia ra làm 3 phần Thứ nhất là mình sẽ cập nhật một số thông tin về những cái người mà đào Bitcoin ha Những công ty, những thợ đào Bitcoin thì tình hình của họ đang như thế nào Rồi tiếp theo thì mình sẽ cập nhật cho anh em về góc nhìn của những người mà hold Bitcoin dài hạn Thì họ đang muốn bán Bitcoin hay là họ đang thu mua vào tình trạng như thế nào ha và cuối cùng đó là với cái tình hình giá cả bitcoin hiện tại thì mọi người đang lỗ hay là đang lời ha phần lớn những nhà đầu tư hiện tại đang lỗ hay đang lời thì đó là ba cái thông tin về tình hình on chain mà mình muốn chia sẻ với anh em rồi đầu tiên đó là về miner những thợ đào Bitcoin ha. Thì như các bạn cũng biết đó là mạng lưới Bitcoin thì khi mà mỗi lần mà có được những cái Bitcoin mới được sinh ra trong tổng cộng là 21 triệu Bitcoin ha, đó là những cái lần mà giải thuật toán từ những cái máy đào Bitcoin của những thợ đào, thì những thợ đào Bitcoin này là một trong những người mà đóng góp vào cái việc là giúp cho blockchain của Bitcoin hoạt động chân trơn chu ha và khi mà họ bỏ tiền ra họ đầu tư họ xây dựng máy đào để họ đào có nghĩa là họ đang góp phần vào duy trì hệ thống của mạng blockchain của Bitcoin thì họ sẽ nhận được phần thưởng về đó là họ sẽ nhận được Bitcoin thì anh em khi mà lướt ở trên mạng thì anh em nghe nói nhiều về đào coi ha thì cơ chế cơ bản là như rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một cái chạc này thì cái đường màu xanh này á, anh em thấy ha đó chính là giá của Bitcoin còn cái ô màu đỏ này thì đây chính là cái chi phí mà những người thợ đào họ cần phải bỏ ra để mà họ có thể đào được Bitcoin. Thì ở trên cái đường màu tím nè, anh em thấy ha, cái đường màu tím trên cái ô màu đỏ này á, đó là chi phí tổng, còn cái đường màu đỏ ở phía dưới ở đây á, đó chính là cái chi phí về điện năng. Thì anh em thấy mỗi lần mà Bitcoin được giao dịch ở trên cái ô màu đỏ như thế này, ví dụ như là ở giai đoạn từ tháng 11 năm 2020 cho tới hết năm 2021 rồi cho tới tận tới thời điểm mà tầm tháng 5 năm 2022 ha. Thì những cái vùng như vậy đó là những cái lúc mà thợ đào họ đang có lời khi mà đào Bitcoin ha, tại vì giá Bitcoin đã đi ra khỏi cái vùng chi phí sản xuất và anh em để ý là khi mà tới thời điểm tháng 5 năm nay ha thì giá Bitcoin đã đi vào cái vùng sản xuất này của thợ đào tức là hiện tại là thợ đào họ đang phải là chịu lỗ khi mà họ đào Bitcoin và thậm chí anh em thấy là giá Bitcoin nó đang đi về tiệm cận với lại cái đường màu đỏ ở dưới. Thì hồi nãy mình có nói ha, cái đường màu đỏ ở dưới này á đó là cái đường về chi phí điện năng của việc đào Bitcoin thôi. Nó chỉ là một phần chi phí trong tổng chi phí mà thợ đào họ phải trả. Thì khi mà Bitcoin về tới cái đường màu đỏ này chúng ta thấy điều gì? Đó là À, cái việc mà đào bitcoin á thì doanh thu của thợ đào á nó chỉ đủ để cho họ có thể cover được có thể chi trả được cái phần điện năng thôi chứ đừng nói gì là tới cái chi phí khác như vậy là chúng ta thấy là tình trạng của thợ đào hiện tại là đang hoàn toàn không ổn chút nào ha và nếu mà anh em đọc báo thì anh em thấy là hiện tại các cái loại cạc mà để à, sử dụng cho máy tính ha thì nó cũng đang à, được bán tháo rất là nhiều từ những cái thợ đào của các nước đặc biệt là bên trung quốc rồi, ở đây thì nếu mà chúng ta xem lại về cái chu kỳ trước thì anh em thấy là năm 2017 khi mà Bitcoin đạt đỉnh 20k thì khi mà Bitcoin về tới là tầm 7k vào tháng 8 năm 2018 ha thì trong suốt nhiều tháng liền thì Bitcoin đã đi ở dưới đáy và đó cũng là cái giai đoạn mà những cái thợ đào Bitcoin là họ đang phải là chịu lỗ và rất là nhiều thợ đào đã ra đi ở trong giai đoạn này hay là chúng ta dùng một cái từ tiếng Anh đó là uh, capitulation thì uh, thường thường á uh, cái dấu hiệu mà Bitcoin có thể tạo đáy là khi mà những người thợ đào Bitcoin đã bị capitulation tức là họ đã uh, chịu lỗ quá nhiều rồi dẫn tới việc là phải đóng cửa cái nhà máy đào hoặc là đóng cửa công việc của họ ha ở đây thì mình không có nói anh em á là hiện tại là đang là dấu hiệu đấy tuy nhiên thì mình nghĩ là chúng ta đang dần đi vào cái giai đoạn đấy của bitcoin rồi còn cái đấy này á nó kéo dài trong bao lâu thì chắc chắn là mình sẽ không biết được là tầm vài tháng hay là một hai năm nhưng mà khi mà thợ đào anh em thấy ha khi mà thợ đào bị lỗ và cái vùng màu đỏ này thì chúng ta nhìn theo dữ liệu lịch sử chính là những lúc mà Bitcoin đang tích lũy ở dưới đáy để chuẩn bị là pump lên cho cái mùa tăng trưởng mới. Rồi ok, thì đây là cái thông tin đầu tiên cho anh em. Ở đây thì mình bổ sung thêm cho anh em đó là cái tỷ lệ Hash Rate của việc đào Bitcoin. Thì về cái Hash Rate này anh em chỉ cần hiểu là cái Hash Rate mà càng tăng cao tức là cái việc mà đào Bitcoin nó sẽ càng khó dẫn tới việc là cái doanh thu của những người thợ đào nó sẽ càng khó khăn hơn để mà họ có lời từ cái việc là họ đào Bitcoin thì anh em thấy là hiện tại là từ tầm năm 2021 cho tới thời điểm này thì hash rate liên tục tăng trong khi là giá của Bitcoin liên tục giảm thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái việc đào coi á, thì ngày càng khó nhưng mà giá của Bitcoin thì lại ngày càng giảm dẫn tới việc á, là công việc làm ăn đào coi của thợ đào cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn thì nó cũng bổ sung cho cái cái trạng này của chúng ta ha đó là thợ đào họ đang rơi vào cái tình trạng hết sức là khó khăn rồi thêm một cái chỉ số nữa về um thợ đào dành cho anh em tham khảo đó là cái chỉ số market cap trên thơ một cap thì uh, thơ một cap anh em chỉ cần hiểu đơn giản đó là cái tổng doanh thu mà những người thợ đào họ đã kiếm được từ việc đào bitcoin ví dụ như là trong lịch sử thợ đào đào ra được là một triệu bitcoin đi thì một triệu bitcoin đó nhân cho giá thì nó sẽ ra là cái thơ một cap và cái chỉ số market cap của bitcoin chia cho thơ một cap nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được dấu hiệu đỉnh cũng như là dấu hiệu thị trường đang đi vào cái vùng tích lũy ở dưới đáy để chờ cho cái mùa uptrend mới thì anh em nhìn vào cái chạc này chạc này thì mình lấy từ đầu năm 2010 luôn cho tới thời điểm hiện tại ha đầu tiên là dấu hiệu đỉnh thì cái đường màu cam này chính là cái chỉ số mang cap trên thơ màu cáp ha đường màu đen là giá của Bitcoin anh em thấy là khi bất cứ khi nào mà giá của mà cái đường màu cam là cái market cap trên thơ màu cap nó đi vào cái vùng màu đỏ này đó là lúc mà bitcoin tạo đỉnh nè ví dụ như năm 2011 nè đó thì bitcoin tạo đỉnh khi mà cái đường màu cam nó đi vào ô màu đỏ rồi tiếp tục chúng ta thấy là vào năm 2013 thì cái đường màu cam cũng đi vào cái ô màu đỏ cũng là dấu hiệu đỉnh rồi chúng ta đến năm 2017 thì lại một lần nữa khi mà đường màu cam đi vào ô màu đỏ thì chúng ta cũng có dấu hiệu đỉnh tuy nhiên thì cái chỉ số này hiện tại thì nó đã có vẻ như là không còn chính xác nữa để xác định đỉnh khi mà chúng ta có năm 2021 vừa qua hay là khi bitcoin đạt tới đỉnh là 69.000 thì cái đường màu cam này nó vẫn còn nằm ở dưới đây nó chưa có chạm tới ô màu đỏ. Rồi thì chúng ta xem qua ở cái vùng màu xanh đi. Thì cái vùng màu xanh này chính là những cái lúc mà thị trường nó đang đi vào tích lũy để chờ cho cái mùa uptrend mới. Thì uh, chúng ta có thể xem qua cái thời điểm gần nhất là năm 2017 đi. Anh em thấy 2017 là Bitcoin đang từ 20k giảm về tới là 3k thì cái đường màu cam này nó cũng đi vào cái ô màu xanh lá này. Thì đây chính là cái giai đoạn tích lũy rất là đẹp mà chúng ta có thể mua vào để mà chúng ta chờ cho chu kỳ uptrend sau ha. Rồi, tới tầm tháng 3 năm 2020 thì một lần nữa cái đường màu cam nó lại chạm vào cái vùng màu xanh, nhưng mà cái thời điểm này nó không phải là do thị trường nó đi vào cái mùa downtrend mà là đây là cái cú đâm của cái đại dịch Covid mà nó bùng phát trên toàn thế giới hay dẫn tới việc là giá cả đơm thì cái này mình không tính. thì nếu như mà chúng ta lấy theo cái thông tin này á thì các bạn thấy là hiện tại là cái đường màu cao nó đã gần đi vào cái vùng màu xanh này rồi thì chúng ta có thể tin rằng là bitcoin sắp sửa là có thể là chạm đáy và đi vào cái vùng tích lũy rồi đáy bao nhiêu thì chắc chắn là không ai biết được nhưng mà đây là một cái chỉ số mà các bạn có thể dùng để tham khảo để chúng ta biết là mình có nên bắt đầu mua và tích lũy bitcoin hay không ha. Rồi bây giờ nói về cái phần tích lũy thì chúng ta hãy xem là những người long term investor tức là những người mà họ nhà đầu tư mà dài hạn á thì họ đang có những cái hành động nào. Đầu tiên thì mình muốn cho các bạn xem với coi cái chỉ số là accumulation trend score thì cái chỉ số này nó rất, rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhìn ở đây á thì mình sẽ mở theo cái khung thời gian là 5 năm đi. Các bạn chỉ cần xem là khi mà cái chỉ số này ha nó là màu mà từ không gần tiệm cận với không tức là những người nhà đầu tư á, thì họ sẽ có xu hướng là họ sẽ bán còn khi mà nó tiệm cận về một tức là cái màu của nó tối á, tức là đang có xu hướng là những nhà đầu tư họ, họ thu mua vào tích lũy vào Bitcoin thì anh em thấy ví dụ như là khi mà Bitcoin đạt từ cái vùng giá là tầm 38 40k vào đầu năm 2021 cho tới suốt năm 2021 ha thì uh, mọi người uh, đều đang có xu hướng là bán dần Bitcoin ra Giống như là họ đã mua Bitcoin giá rất là thấp Từ cái mùa downtrend từ đợt 2017 tới 2019 rồi Thì khi tới năm 2021 ha Thì họ bắt đầu là họ bán ha Và họ bán suốt cho tới thời điểm hiện tại Chúng ta thấy là cái uh, đường này nó đã chuyển sang cái màu tối Là nó gần tiệm cận với một Tức là dấu hiệu uh, tích lũy đã bắt đầu xảy ra Là họ đang uh, có dấu hiệu là mua vào ha và cái chỉ số này thì bên Glassnode này họ đang tính dựa vào những cái quỹ đầu tư những công ty lớn ha chứ không phải là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì anh em có thể tham khảo về cái thông tin này, tức là những công ty lớn thì họ đang dần dần bắt đầu thu mua vào tích lũy Bitcoin từ cái giá là tầm 30.000 cho tới thời điểm hiện tại luôn rồi ha tiếp theo một cái chỉ số khác về góc nhìn của những nhà đầu tư dài hạn đó là chỉ số về reserve risk thì cái chỉ số này anh em chỉ cần hiểu cơ bản là nó được thể hiện qua cái đường màu cam ha thì bất cứ khi nào mà cái đường màu cam rơi vào cái vùng màu xanh lá tức là những nhà đầu tư họ đang quan điểm là cái lợi nhuận mà họ có thể kiếm được thì nó đang cao hơn so với việc rủi ro mà họ sẽ nhận được khi mà họ mua ở những cái mức giá như vậy anh em hiểu à, ví dụ như là hiện tại đi, mình chẳng hạn như là vào năm 2018 khi mà Bitcoin về tới mức là giá là 3.400 đi thì cái khu vực Reserve này nó đã đi vào cái vùng màu xanh lá tức là những nhà đầu tư dài hạn họ đang có cái quan điểm là họ có thể mua được Bitcoin ở cái mức giá 3 tư như vậy và cái lợi nhuận mà họ có thể có được trong tương lai nó sẽ cao hơn cái phần rủi ro mà họ phải chịu khi mà họ mua Bitcoin cái mức giá này thì trong đầu tư chúng ta ví dụ như là một cái khoản đầu tư của chúng ta mà lợi nhuận chúng ta có thể kiếm được 10 phần nhưng mà rủi ro chúng ta chỉ có 5 phần thôi thì rõ ràng đó là một khoản đầu tư các bạn có thể cân nhắc tham gia thì nó cơ bản chỉ là như vậy thôi ha. Và có một cái chỉ số có một điều nó khá là thú vị đối với cái chỉ số reserve risk này á là thời điểm hiện tại của chúng ta là cái đường màu cam này nó đang đi vào cái vùng gần như là thấp nhất trong lịch sử từ trước tới nay của chỉ số này luôn ha. Đó anh em thấy là nó đang nằm tốt ở dưới đáy này luôn. Rồi tiếp theo chúng ta hãy cùng xem qua những người mà mua biết thì hiện tại họ đang có lời hay là đang bị lỗ thì cái chỉ số về percent supply in profit nó là cái chỉ số cho chúng ta biết À, những à, phần trăm của Bitcoin trên thị trường thì đang lời hay đang lỗ à, Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là vào cuối năm 2021 đi khi mà Bitcoin đạt mức giá là tầm trên 60k Thì nó đã có hơn 95% số Bitcoin trên thị trường đang có lời Thì cái việc này là việc rất là dễ hiểu thôi Tại vì à, chúng ta thấy là Bitcoin tăng lên tới đỉnh thì gần như là toàn bộ à, Bitcoin trên thị trường thì đang có lời hết Và cái chỉ số này anh em có thể lưu ý á, là bất cứ khi nào mà số lượng Bitcoin trên thị trường có lời á, nó về dưới 50% thì đó là cái lúc mà chúng ta có thể là mua vào được ha đây ví dụ như cái đợt tầm 2013 2014 đi thì nguyên một cái đoạn này anh em thấy ha là Bitcoin số lượng Bitcoin có lời nó về tầm là bốn mươi mấy phần trăm thì đây là cái giai đoạn tích lũy rồi chúng ta có năm 2018 thì chúng ta cũng có giai đoạn tích lũy khi mà cái đường màu cam này nó đi vào cái vùng màu xanh lá này tức là số Bitcoin đang có lời nó về dưới tầm bốn mấy phần trăm á ha. Rồi, tương tự như vậy đối với lại năm 2020, rồi hiện tại thì chúng ta thấy là cái đường màu cam này nó vẫn đang đi tiệm cận về cái vùng màu xanh lá này, tức là à, khi mà nó vào cái vùng này thì đó cũng là một cái dấu hiệu tốt để các bạn có thể mua vào. Rồi cuối cùng á là một cái chỉ số cũng khá là thú vị nó gọi là realized price. thì chỉ số này anh em hiểu cách cơ bản nhất đó là cái giá trung bình của bitcoin mà những nhà đầu tư họ đã mua ở trong thị trường ha thì anh em thấy là cái đường màu cam này chính là cái đường realized price thì giá trung bình ở thời điểm hiện tại những nhà đầu tư họ mua là tầm là 22 k tư so với lại giá bitcoin thời điểm hiện tại là tầm 20 k tức là trung bình là đa số nhà đầu tư trên thị trường thì họ đang đều phải chịu lỗ khi mà họ, họ mua bitcoin ha và nếu mà các bạn để ý ở trong lịch sử đặc biệt là tầm từ năm 2017 2018 tới nay thì bất cứ khi nào mà Bitcoin được trading ở dưới cái mức giá về Realized price này đó cũng là một cái thời điểm rất là tốt để mà chúng ta có thể mua Bitcoin ha thì anh em thấy nè chẳng hạn như năm 2018 khi mà Bitcoin được trading về dưới cái đường màu cam thì đây là cái khu vực tốt để các bạn có thể tích lũy Bitcoin và mua vào tương tự như vậy đối với lại năm 2020 ha thì Bitcoin khi mà được trading chạm vào cái đường màu cam thì bắt đầu nó cũng lại bật lên và thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là nó sẽ giống với lại năm 2018 tức là nó sẽ được trading ở dưới cái đường màu cam này trong một khoảng thời gian dài dài bao lâu thì mình không chắc nhưng mà đó sẽ là cái thời điểm tốt để chúng ta có thể mua vào ha rồi ok, như vậy là mình đã kết thúc video cập nhật tình hình on-chain ở trong thị trường ngày hôm nay dành cho anh em Thì hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho anh em rất là nhiều thông tin Để anh em biết được chúng ta đang ở những cái giai đoạn nào ở thị trường Thợ đào thì đang như thế nào, những nhà đầu tư dài hạn thì họ đang quan điểm như thế nào ha Rồi thì nếu anh em thấy video này có ích thì anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách là ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh Đồng thời tham gia vào channel trên Telegram để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất từ mình ha Link tham gia channel thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả video Rồi ok, bye anh em